chào mừng mới các lãnh đạo Chi Group. Tháng 3 đang dần trôi qua trong cái nắng ấm áp và rộn ràng xuân, bỏ lại sau lưng những ngày mưa âm u lạnh lẽo, phố biển bừng tỉnh sắc xuân đằm thắm trên từng ngành cây ngọn cỏ. Gọi lại những xúc cảm tháng 3, chúng ta hãy mỉm cười để bắt đầu một tháng mới các lãnh đạo nhé. Và MC Huyền My xin chúc các lãnh đạo có những phút giây thật tuyệt vời cùng với kênh Radio Chi Group số 88 nhé. Hôm nay, thứ năm ngày 31 tháng 3, xin kính mời các lãnh đạo hãy cùng điểm qua những thông tin tích cực của tập đoàn chúng ta trong tháng 3 vừa qua. Ngày 5 tháng 3, chương trình Cảm ơn Rác tại bãi biển Hải Tiến đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm 17 năm thành lập Thăng Long Instrument với sự tham gia của Chủ tịch tập đoàn, gia đình chủ tịch và hơn 30 cán bộ nhân viên của đại gia đình T-Group. Ngày 20 tháng 3, Ngày Quốc tế Hạnh Phúc, tập đoàn T-Group chúng ta kết hợp cùng Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức vô cùng thành công talk show Hạnh Phúc Để Thành Công. Diễn giả không ai khác chính là Chủ tịch Lê Xuân Tưởng. Với mục tiêu tạo môi trường cho các bạn sinh viên có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, nhận thức rõ các nhu cầu, thách thức về công việc, để từ đó có định hướng và lựa chọn đúng đắn cho sự phát triển về kiến thức, kỹ năng làm việc, tôn vinh sinh viên yêu nghề, có thành tích cao trong học tập, thi tay nghề học giỏi, hỗ trợ sinh viên vượt khó. Tập đoàn T-Group và Trường Đại học Hồng Đức đã thống nhất ký kết cùng nhau hợp tác toàn diện, lâu dài trong đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực, hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển bền vững, hài hòa. Tại chương trình, tập đoàn T-Group đã trao 5 suất học bổng với tổng trị giá 15 triệu đồng cho các bạn sinh viên học giỏi có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vượt qua khó khăn trong cuộc sống, tiếp thêm tinh thần và động lực học tập. Ngoài suất học bổng, sinh viên còn có cơ hội phát triển các kỹ năng mềm tại nhiều lĩnh vực thông qua các khóa đào tạo của tập đoàn. Tại chương trình, diễn giả Lê Xuân Tưởng, Chủ tịch tập đoàn T-Group đã chia sẻ, giao lưu với sinh viên Trường Đại học Hồng Đức về công tác khởi nghiệp, hướng nghiệp với chủ đề Hạnh Phúc Để Thành Công. Đã có rất nhiều ý kiến băn khoăn, thắc mắc của các bạn sinh viên và các câu hỏi xoay quanh các vấn đề như định hướng nghề nghiệp, sức khỏe, hạnh phúc được diễn giả trả lời, diễn đạt một cách thấu đáo. Qua đó, giúp các em có thêm kiến thức, hiểu rõ hơn về các mối quan tâm, nhu cầu hướng nghiệp và tự tin trong việc lựa chọn ngành nghề cho tương lai. Thông qua chương trình đã góp phần tạo cơ hội cho sinh viên giao lưu với tập đoàn T-Group, tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, cung cấp kiến thức khởi nghiệp, thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp trong sinh viên. Trên đây là những tin tức chính của ngày hôm nay. Sau đây, xin mời bạn đến với chuyên mục Khỏe, Hạnh Phúc, Thành Công. 5 thói quen buổi sáng có lợi cho sức khỏe. Để có một cuộc sống khỏe mạnh lâu dài, tuổi thọ nâng lên, bạn nên duy trì 5 thói quen sinh hoạt khoa học sau. 1. Uống một cốc nước vào buổi sáng. Sau khi làm vệ sinh răng miệng, bạn nên uống một cốc nước ấm. Cơ thể trải qua một đêm ngủ sẽ mất nước, do đó một ly nước ấm giúp giải tỏa tình trạng thiếu nước, làm trơn đường ruột và hữu ích cho tiêu hóa. Một nghiên cứu chỉ ra, uống 500ml nước khi đói làm tăng lưu thông máu trên da và làm sáng da. Các chuyên gia từ Hiệp hội Dinh dưỡng Đức cho biết, thói quen bắt đầu ngày mới bằng một ly nước cũng góp phần tạo ra nhiều quá trình tích cực trong cơ thể con người, ví dụ tăng tốc độ trao đổi chất của cơ thể, đốt cháy nhiều calo hơn. 2. Duỗi người. Động tác duỗi người vào buổi sáng giúp ích rất nhiều cho cơ thể. Việc vươn vai, hít thở khi thức dậy vào buổi sáng có thể giúp bạn vận động cơ xương, đồng thời có tác dụng thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu. Khi bạn duỗi người, máu được vận chuyển thông suốt từ các mạch máu ở cổ lên não một cách thuận lợi, giúp giảm mệt mỏi. Các chuyên gia của Đại học Y khoa Thể thao Mỹ cho rằng, việc duỗi cơ buổi sáng giúp tăng lưu lượng máu đi khắp cơ thể, đặc biệt là não bộ. Lưu lượng máu đủ cung cấp cho cơ thể sẽ giúp tăng cường sự tập trung, làm đầu óc bạn sáng suốt hơn. 3. Đi đại tiện. Đi vệ sinh vào buổi sáng là cách tốt nhất để giải độc cho cơ thể. Sau khi thức ăn được tiêu hóa, cơ thể sẽ đào thải các chất cặn bã còn lại. Do đó, việc đi đại tiện thường xuyên tương đương với việc cơ thể giải độc thường xuyên. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra, đại tràng co bóp mạnh gấp 3 lần bình thường trong giờ đầu tiên sau khi bạn ngủ dậy. Do đó, đi đại tiện buổi sáng giúp nhanh chóng tống các chất thải ra ngoài. 4. Nằm yên 5 phút trước khi rời khỏi giường. Đừng vội vàng ra khỏi giường khi vừa thức dậy. Tốt nhất nên nằm nhắm mắt khoảng 5 phút, thả lỏng đầu óc trước khi rời khỏi giường. Lý do là sáng thức dậy, đầu óc bạn chưa tỉnh táo, cơ thể chưa hoàn toàn lấy lại sức lực. Vì vậy, nằm trên giường trong 5 phút sẽ giúp cải thiện trạng thái này và cho não bộ có thời gian đệm, khởi động. Việc này cũng có thể làm giảm chứng hạ đường huyết, khiến bạn lảo đảo khi bước từ giường xuống. 5. Tập thể dục.
Sau một đêm cơ thể chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh lại, các cơ xương của bạn uể oải đau nhức. Do đó, việc vận động vào buổi sáng giúp máu huyết lưu thông, tăng sự tỉnh táo cho cơ thể bạn. Theo các nghiên cứu, khi bạn tập thể dục, cơ thể sẽ giải phóng một lượng endorphins có tác dụng tăng cường sức lực cho cơ thể, tạo ra nguồn năng lượng để bạn khỏe khoắn hoạt động một ngày dài. Hello hello, lâu lắm rồi MC Lê Hằng mới quay trở lại với kênh Radio G Group. Và đặc biệt với chuyên mục chia sẻ ngày hôm nay, sau đây xin mời cả nhà cùng đến với chuyên mục quà tặng âm nhạc. Mỗi một tháng qua đi lại để lại trong lòng chúng ta biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc. Cảm ơn vì đã cho chúng ta một tháng thật rực rỡ và nhiều niềm vui. Tháng 3 đã qua đi, cũng đã đến lúc chúng ta chào tạm biệt một lãnh đạo của G Group. Một thành viên mà có lẽ đối với những lãnh đạo lâu năm thì chú giống như một người cha, một người thân thực sự. Cỏ cây thăng long như in sâu hình bóng chăm sóc và quan tâm của chú. Vâng, và sau đây là những lời chúc thật đặc biệt dành cho chú Mười. Chúc chú và gia đình luôn mạnh khỏe, nhớ thì lại phi về thăng long ngắm mọi người nhé chú. Chúc chú Mười và gia đình luôn mạnh khỏe, có dịp xuống nhà chú cho mấy anh em chén gà đi bộ chú nhé. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, hẹn ngày tái ngộ chú nhé. Thay mặt T-Farm, cảm ơn chú Mười, chúc gia đình chú luôn mạnh khỏe, hạnh phúc ạ. Vâng, cảm ơn chú Mười thời gian qua đã có những đóng góp không ngừng nghỉ cho T-Group. Chúc chú sẽ luôn thành công với mọi quyết định của mình. Và ngay sau đây là món quà đặc biệt mà Radio T-Group gửi tặng chú. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chia tay đã đến bạn ơi, mới đây thôi ta còn với nhau. Giờ chia tay đã đến bạn ơi, mới hôm qua ta cùng với nhau. Tay trong tay vai sát vai ta chung đường. Này bạn thân ơi, giờ này chia tay và xin nhớ. Trong tim ta luôn khắc ghi bao kỷ niệm. Dù thời gian trôi, dù nhiều ngăn cách và xin nhớ nhau từ đây. Bước trên đường bạn gửi lời xin nhớ. Nơi xa ấy chẳng sẽ không gặp nhau. Ta luôn nhớ mãi mãi không hề phai. Không bao giờ quên hình bóng nhau. Vẫy tay chào bạn hiền ơi xin chúc. Môi muốn nói mấp máy không thành câu. Thôi xin chúc mãi mãi luôn thành công. Luôn yêu đời trên đường sắp đi. Luôn bình an. Chia tay đã đến bạn ơi, mới hôm qua ta cùng với nhau. Tay trong tay vai sát vai ta chung đường. Này bạn thân ơi, giờ này chia tay và xin nhớ. Trong tim ta luôn khắc ghi bao kỷ niệm. Dù thời gian trôi, dù nhiều ngăn cách và xin nhớ nhau từ đây. Bước trên đường bạn hiền ơi xin nhớ. Nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau. Ta luôn nhớ mãi mãi không hề phai. Không bao giờ quên hình bóng nhau.
vẫy tay chào bạn hiền ơi xin chúc. Mọi muốn nói mấp máy không thành câu, thôi xin chúc mãi mãi luôn thành công, luôn yêu đời trên đường sắp đi. Bước trên đường bạn hiền ơi xin nhớ, nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau, ta luôn nhớ mãi mãi không thể phai, không bao giờ quên hình bóng nhau. Vẫy tay chào bạn hiền ơi xin chúc. Mọi muốn nói mấp máy không thành câu, thôi xin chúc mãi mãi luôn thành công, luôn yêu đời trên đường sắp đi.